Thưa quý vị, sông Hồng dài một dải, nước đục tựa bùn pha, thác trên cao đổ xuống, dốc đứng như mái nhà. Đó là những câu thơ trong bài Hồng Giang của danh tướng Nguyễn Quang Bích, thời phong trào Cần Vương, và ông đã miêu tả sông Hồng một cách chân thực, hình ảnh con sông Hồng với màu nước đỏ đục ngầu, láng như bùn và dòng chảy cuồn cuộn. Và thật vậy thưa quý vị, trong những ngày này khi mà trận lũ năm Giáp Thìn 2024 đang lên tới đỉnh điểm, thì hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện ra ngay trước mắt chúng ta. Vâng, thưa quý vị, trong đời sống của người dân Việt Nam chúng ta thì sông Hồng là một con sông giữ ở một vị trí vô cùng quan trọng trong mọi mặt đời sống của cư dân, là một không gian sinh tồn không chỉ của riêng người dân Thăng Long, Hà Nội mà còn của cả vùng đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn của cả đất nước. Ngoài dòng chảy chính đi qua Hà Nội thì sông Hồng còn có nhiều chi lưu làm nên một châu thổ trù phú, đồng bằng sông Hồng. Từ đây thì nền văn minh sông Hồng ra đời, nơi mà con người mình đã sinh sống, lao động và phát triển qua hàng ngàn năm. Vâng, thưa quý vị, sông Hồng còn được gọi với rất nhiều những cái tên khác nhau như là sông Mẹ, sông Cả hay sông Cái. Thế nhưng chắc chắn cái tên quen thuộc nhất với chúng ta chính là Hồng Hà hay là Nhị Hà. Và từ đây thì cái tên Hà Nội, nghĩa là vùng đất nằm trong lòng sông, đã ra đời. Và con sông Hồng với dòng chảy hùng vĩ đem đến sự đa dạng văn hóa trong tiến trình phát triển lịch sử của người Việt ta. Tuy nhiên cũng đã chứng kiến không ít lần thiên tai khốc liệt. Thưa quý vị, trong vòng 100 năm kể từ năm 1901 thì đồng bằng sông Hồng đã phải hứng chịu tới gần 30 trận lũ lớn, đặc biệt là trận Đại Hồng Thủy vào năm 1971. Và có thể nói rằng cái trận Đại Hồng Thủy năm đó đã trở thành một cái ký ức vô cùng đau buồn với rất nhiều những thế hệ. Và tôi thì còn nhớ rất là rõ trong những cái câu chuyện của ông, của bà tôi là cái trận lũ đó thì như một cái cơn ác mộng vậy. Khi mà cái dòng nước nó cuốn trôi hết tất cả nhà cửa, hoa màu và thậm chí là cả gia súc, gia cầm của rất là nhiều những gia đình. Và chính ông nội tôi thì cũng đã kể lại cái khoảng thời gian đó thì ông cũng đã phải bám bằng cái bè tự làm từ cái thân chuối, chị Trang ạ, để có thể thoát ra cái khỏi dòng nước lũ. Và thậm chí là lúc sau lại phải quay lại để lặn sâu dưới cái dòng nước đục ngầu để mà vào được trong nhà của mình để còn cứu lại những cái gì còn sót lại. Vâng, khi nghe chị Hương kể câu chuyện đó thì tôi cũng được nghe mẹ của tôi là sinh ra ở Hà Tây. Và cũng khi mà năm 1971 thì khi đó mẹ cũng còn nhỏ thôi, nhưng mà luôn luôn nhắc lại về trận lũ năm 1971. Đó là một trận lũ thật sự là kinh khủng, kinh hoàng, khi mà mọi thứ đã bị trôi theo dòng nước chỉ sau một đêm thôi. Và tôi nhớ rằng mẹ tôi nhắc đi nhắc lại chi tiết rằng là tất cả mọi người ở trong thôn, trong xóm đều phải đi lên đê để có thể tìm chỗ cao nhất để có thể tránh được nước, để thoát được những cái dòng nước chảy cuồn cuộn như thế. Và tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta nhìn thấy, trải qua và hoặc nghe kể lại như thế thì tôi thấy rằng là con người của chúng ta thật sự nhỏ bé trước thiên nhiên. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin mời quý vị khán giả cùng nhìn lại những trận lũ lịch sử qua đoạn clip sau đây.
Vâng. Như quý vị đã thấy thì sông Hồng hiện nay, ngày hôm nay lại đang tiếp tục cuộn chảy mạnh mẽ với một cái dòng nước đỏ ngầu, giống như Hà Nội 18 giờ của chúng tôi ngày hôm qua vừa trao đổi, thì cái sự ngẫu nhiên của thiên tai bão lũ năm Giáp Thìn thì nó đúng là giống như một con rồng dữ vậy, trỗi dậy sau bao năm tháng yên bình. Và thưa quý vị, nhiều những ghi nhận liên tục của phóng viên Đài Hà Nội chúng tôi từ tối qua cho tới tận bây giờ cùng với người dân khi mà theo dõi mỗi mm nước dâng cao, đi kèm với đó là những cái lo lắng, những cái căng thẳng của người dân vùng ven sông. Và đúng là chúng ta thấy một cái cảm xúc rất là khó tả, đúng không ạ? Khi mà thấy hình ảnh người dân khi đó họ tiếc nuối này, họ chờ đợi là xem là liệu ngóng xem nước có rút bớt hay không, hay là liệu có lên thêm cái mm nào nữa không, cứ lấn cấn như vậy, bởi vì họ thì cũng giống như chúng ta thôi, đúng là không nỡ để có thể rời bỏ nhà cửa và nhìn cái dòng nước lũ nó cứ lấp dần nơi mà mình đã gắn bó suốt cả cái khoảng thời gian rất là dài như vậy. Dạ vâng, khi mà thật sự là khi chúng ta nhìn thấy dòng sông Hồng trong những ngày lũ lớn như thế này thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ được cái sự dữ dội của thiên nhiên. Và đúng như lúc nãy tôi còn nói, chúng ta rất là nhỏ bé giữa thiên nhiên. Và chị Hương ạ, tôi cũng có một số người bạn là cũng ở cái quanh cái khu vực bị ảnh hưởng, thì trong những ngày đặc biệt là sáng nay tôi cũng có thấy mọi người cũng chia sẻ rất là nhiều những cái hình ảnh là phải đi sơ tán. Và thật sự là đi sơ tán thì sẽ không mang được nhiều đồ đâu ạ, sẽ chỉ mang được một số cái vật dụng cá nhân cần thiết thôi ạ. Thế nên là những cái đồ mà tôi nghĩ rằng họ đã gắn bó với rất nhiều năm rồi thì họ cũng sẽ phải để lại. Tuy nhiên thì tất cả chúng ta sẽ đặt cái sự đảm bảo an toàn tính mạng lên trên trước tiên. Dạ vâng. Và thưa quý vị, những ngày này thì công tác sơ tán cũng như ứng phó với lũ lụt cũng đang diễn ra rất khẩn trương. Lực lượng chức năng cũng đã phối hợp rất nhanh chóng giúp cho người dân ở các khu vực nguy hiểm của Hà Nội được hỗ trợ sơ tán và di chuyển đến những nơi an toàn nhất. Và các công tác chuẩn bị ứng phó với lũ lụt cũng được triển khai một cách chặt chẽ và bài bản với kỳ vọng giúp giảm thiểu những tối đa thiệt hại về người và tài sản. Những ngày này, người dân Hà Nội đang cảm nhận được hơn ai hết về mực nước lũ sông Hồng. Lũ sông Hồng tại Hà Nội đang lên tới mức đỉnh, trên mức báo động 2, mức cao nhất kể từ năm 2008. Như vậy là đã 16 năm kể từ trận lũ lịch sử 2008, sông Hồng lại một lần nữa dâng lên ở mức báo động. Từ 9 giờ tối hôm qua thì tôi cũng có xuống theo dõi, thì là lúc khoảng 9 giờ tối thì là nước mới chỉ ngang ở dưới khu vực bến tàu thủy. Đấy, nhưng mà sau đấy thì đến tầm khoảng 12 giờ thì có một trận mưa rất to. Đấy, thì nước sông Hồng thì nó, thời điểm đấy là cũng bắt đầu dâng đến đến gần đến khu vực nhà dân rồi. Đấy, và đến sáng nay khoảng 10 giờ sáng thì là bắt đầu đến chớm đến khu vực nhà dân. Và như buổi tối thì như các anh đã thấy đây thì là hiện tại là nước sông dâng lên cũng khá cao so với ngày hôm qua. Cái nước như thế này là từ năm 96, gần một năm 96 mới có. Năm nay là nước rất lớn. Suốt từ năm 96 rồi, năm nay mới là nước lớn. Còn tại thôn Vạn Thắng Lợi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, hơn 30 hộ dân sẽ phải di rời khỏi vùng nước sông Hồng đang lên cao gần nhà. Trước đó, xã Hồng Hà đã bố trí chỗ ở cho 37 hộ đến nơi ở tạm an toàn. Gia đình chúng tôi cũng chấp hành, các đoàn của xã, của huyện cũng về động viên gia đình. Chúng tôi cũng cam kết từ giờ đến tối là gia đình chúng tôi sẽ chuyển lên khu vực an toàn để phòng chống lũ, chống mưa. Thế và mong sao là thời tiết nó chóng trở lại bình thường, nước xuống để chúng tôi đảm bảo cuộc sống bình thường như mọi ngày. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân và tiếp tục rà soát để sàng lọc các cái hộ mà có nguy cơ là báo động cấp độ 2 là sẵn sàng để di chuyển về nơi an toàn, và tuyên truyền vận động các hộ dân về di chuyển về các cái súc vật và trang thiết bị là cần thiết, nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho cái ứng phó đối với mức lũ lên báo động cấp 3. Tại các điểm canh đê huyện Đan Phượng hiện đang ứng trực bảo vệ an toàn trước mưa lũ. 7 xã của huyện Đan Phượng có tuyến đê trong phòng chống lũ sông Hồng đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều. Lực lượng tuần tra canh gác đê tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân dừng mọi hoạt động ngoài bãi sông để đảm bảo an toàn khi có báo động lũ. Lũ sông Hồng là ảnh hưởng bởi cái lũ chủ yếu là lũ thượng nguồn, lũ xả từ các hồ chứa và lũ từ chảy từ Trung Quốc vào qua nhánh sông Thao.
do hệ thống hồ chứa cắt lũ thì cái khả năng xảy ra báo động 2, báo động 1 như những trận lũ này thì nó có chu kỳ lặp lại khoảng cỡ 20 năm. Thế nên là cái việc mà ảnh hưởng đến khi lũ cao thì ảnh hưởng đến an toàn đê điều và các ngành sẽ rất quan tâm đến các cái ổn định của đê. Với báo động 2 thì chúng ta phải có những giải pháp di dân bảo đảm cho những cái cuộc sống của người dân trong cái vùng ngập lũ. Còn lại cái vùng về quy hoạch thì cái vùng bên ngoài bãi sông là vùng không được bảo vệ bởi đê. Thì chúng ta phải chấp nhận là nó ngập lụt và chúng ta có giải pháp để di dời cảnh báo với người dân để giữ giảm thiểu những cái thiệt hại đến mức tối thiểu có thể. Dự báo từ nay đến hết ngày 12 tháng 9, mưa sẽ vẫn còn và tập trung ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có thể giảm sau đó. Tuy nhiên, lũ trên sông Hồng vẫn có thể tăng, nên công tác phòng chống ứng phó với mưa lũ từ sông Hồng vẫn tập trung cao để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Vâng, trong suốt chiều dài của lịch sử thì quá trình đắp đê và trị thủy cũng đã đóng góp những vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ các vùng đồng bằng ven sông khỏi những trận lũ lụt lịch sử. Con người ta đã sống ở đồng bằng sông Hồng từ khoảng 25.000 năm trước. Đây có thể nói là nơi phát triển của nền văn minh sông Hồng và gắn bó rất sâu sắc với những câu chuyện truyền thuyết cũng rất là ý nghĩa. Và một trong những câu chuyện rất là nổi bật, rõ nhất mà tôi nhớ đó là truyền thuyết Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh, chị Trang ạ. Vâng, đúng như là chị Hương vừa chia sẻ thì khi mà chúng ta biết được rằng là hệ thống đê điều ở đê sông ấy thì ở vùng châu thổ của sông Hồng ấy thì đã có lịch sử trên 2.000 năm. Và cách đây hàng ngàn năm thì đồng bằng Bắc Bộ khi đó còn là một vùng đất thấp thôi và được bồi đắp bởi phù sa của sông Hồng. Mỗi năm khi nước sông dâng cao lên thì nhiều khu vực sinh sống của cư dân thì lại bị ngập lụt và gây thiệt hại lớn cho nhà cửa và hoa màu. Vì thế hệ thống đê điều đã được ông cha ta nghĩ đến như là một biện pháp bảo vệ đầu tiên để có thể phòng tránh và hạn chế sự tàn phá của thiên tai hay là bão lũ. Qua một quá trình dài hàng ngàn năm, đê điều và việc quản lý đê điều có những thay đổi nhất định và tùy theo mỗi triều đại. Nhìn vào những hình ảnh đen trắng như thế này thì quý vị có thể thấy các thế hệ của người Việt của chúng ta từ ngày xưa thì đã coi trọng lợi ích của hệ thống đê điều như thế nào, đúng không ạ? Và cũng có quan điểm cho rằng khi mà bão lũ xảy đến thì mặc dù có gây ra nhiều thiệt hại thế nhưng mà cũng sẽ có những lợi ích nhất định. Chị Hương nghĩ sao về điều này? Vâng, đúng vậy. Trong cơn bão lũ thì thường chúng ta sẽ coi là cái nỗi ám ảnh của rất là nhiều người vì nó gây ra những cái thiệt hại không thể kể xiết. Tuy nhiên thì dòng lũ bao giờ cũng có hai mặt của nó, chị Trang ạ.
Chúng ta thấy là sau mỗi một trận bão lũ đi qua thì cũng là lúc mà phù sa thì cũng được gửi lại và bồi bổ thêm cho ruộng đồng, cho vườn tược và tạo cho chúng ta thêm những cái mùa màng tươi tốt hơn, rồi cũng sẽ giúp cho khôi phục lại hệ sinh thái ở hai bên bờ sông chẳng hạn. Chúng ta thấy được lượng phù sa khổng lồ mà bồi đắp cho vùng châu thổ thì đó là một cái ví dụ rất là điển hình. Và các chuyên gia nghiên cứu thì cũng cho rằng đất phù sa ở sông Hồng thì được coi là một cái loại đất bờ sôi ruộng mật, có nghĩa là một trong những cái loại đất mà tốt nhất cho cái nền nông nghiệp của Việt Nam. Thế nên có lẽ thì lũ không phải lúc nào cũng là thảm họa nếu như chúng ta biết cách điều tiết và kiểm soát để có thể mang lại cả hai mặt, cả sự tàn phá và cả cái sự tái sinh. Dạ vâng. Khi tôi nhớ là trong tập thơ của danh tướng Nguyễn Quang Bích thì cũng có những câu viết về sông Hồng miêu tả sự bồi lắng của phù sa, thì có đoạn như sau: vạn suối trong riêng khác một dòng, nước sông nước như son thắm gọi sông Hồng, dọc bờ cát mịn màu tươi đỏ, bến bãi sông ngòi cũng sắc chung, cũng sắc chung, đúng sắc chung ạ. Vâng. Và rõ ràng là những câu thơ đó thì chúng ta cũng thấy được rằng Nguyễn Quang Bích xem ra là khi mà lên thơ thì cũng đẹp hơn và gọi là thơ mộng và tươi thắm hơn với hình ảnh đời thực rất là nhiều. Dạ vâng. Theo quy hoạch Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trục sông Hồng sẽ là không gian chủ đạo của đô thị trung tâm với diện mạo mới, xứng tầm một trong những thủ đô lâu đời nhất châu Á. Sau hơn nghìn năm âm thầm bồi đắp, nuôi dưỡng và trải qua bao thăng trầm cùng mảnh đất kinh kỳ, sông Hồng sẽ lại chứng kiến một giai đoạn phát triển mới của thủ đô. Cái dòng sông nó đầu tiên là nó nuôi sống, đem là nguồn nước sinh hoạt. Thứ hai là sản xuất, bởi vì chúng ta biết là một đất nước nông nghiệp thì nông nghiệp thì không thể thiếu nước được. Thế còn cái thứ ba ấy, thì là chúng ta biết rằng là bây giờ là những cái thành phố gọi là sinh thái. Nếu như là chúng ta đưa nước từ sông Hồng đã còn ít rồi, chúng ta trữ được nhiều và tiếp tục là lưu trữ được ở những cái vùng đô thị mới, thì những cái dòng sông như thế không phải chỉ có dòng Hồng mà có rất nhiều dòng sông được lan tỏa vào các cái đô thị. Trục sông Hồng ấy, thì tôi cho đây là ý tưởng rất là mạnh mẽ, ý tưởng rất là hay đấy. Và nó cũng là cơ hội thể hiện văn hóa thủ đô Hà Nội thông qua cái sông Hồng. Thì tôi nghĩ là nếu được như vậy thì nó sẽ là một cái trục động lực rất là quan trọng và rất là tuyệt vời. Mình vừa lấy, thật sự tôi nghĩ là lấy nó nuôi nó được. Cụ thể, trục sông Hồng phân thành 3 khu vực, gồm đoạn 1 từ Ba Vì đến cầu Hồng Hà, dài 90 km. Đoạn 2 từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, dài 40 km qua đô thị trung tâm. Đoạn 3 từ Mễ Sở đến hết Phú Xuyên, dài 30 km, được phát triển vận tải đường thủy, khai thác du lịch, dịch vụ văn hóa, dịch vụ sinh thái nông nghiệp. Trên cơ sở phương án phòng chống lũ lụt xác định, hành lang thuộc chỉ giới thoát lũ cho phép xây dựng công trình hạ tầng, cầu, cảng, bến trên cột, không ảnh hưởng tới dòng chảy thoát lũ. Có thể nói, kỳ vọng sông Hồng trở thành một biểu tượng phát triển mới của thủ đô, vừa là yêu cầu, vừa là thách thức, cũng là động lực để phát triển thủ đô. Tinh thần Thăng Long, khát vọng về một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại sẽ là động lực để Hà Nội đưa ý tưởng đến thực hiện. Và sông Hồng đóng vai trò là một nhân tố không thể thiếu, kết nối Hà Nội xưa, Hà Nội nay, Hà Nội tương lai.